Cả nhà ơi, bữa nay cuối tuần nè, cho nên ở nhà mua đồ về nấu bún riêu ăn. Cái này thì mua bún riêu, nấu bún riêu giò heo. Gần hồi nữa mình có làm, đây có củ hộ cái cục mà nấu riêu, cục gia vị nấu bún riêu nè, rồi trứng để mình làm riêu cua đó cả nhà. Quýt ha, bên đây là rau để ăn, rau sống để ăn với bún nè. Rau thì phải chi có rau 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 muống với chuối thì nó ngon, nhưng mà tại rau muống mùa này nó cũng còn hơi 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 mắc xíu, mà cái cọng nó nhỏ quá cho nên thôi bỏ qua cái đó, mình ăn rau thơm vậy được rồi, rau thơm với giá được rồi. Rồi bên đây tàu hũ, rồi giờ đây thịt xay để hẹn hồi nữa làm riêu nè, hẹn hồi nữa làm riêu, còn thịt xay với trứng. Rồi giờ để hiện mới đi chợ về, để giờ hiện vô hiện chế biến mấy cái này. À, cái này là sau khi Hiền rửa rồi Hiền trụng qua đó cả nhà, cái móng giò đó, giò heo á, Hiền rửa Hiền trụng xong rồi, bây giờ Hiền bỏ vô nồi này để mình hầm ha. Đây nè, trong nồi Hiền hầm là Hiền có hầm tôm khô chung với nè, cho cái nước nó ngọt á cả nhà. Rồi bây giờ là Hiền sẽ bỏ cái này là giả cua đó, hồi nãy á, Hiền trộn trứng với lại thịt xay đó, rồi Hiền thêm nêm nếm gia vị xong Hiền bỏ chút xíu mắm tôm vô. Cái giờ Hiền bỏ vô nồi nè, để mình làm giả riêu cua đó cả nhà. Một nồi bún riêu thành phẩm ở đây cả nhà ơi, nhìn bắt mắt dễ sợ luôn á. Nè, cái cục này là cái cục riêu mà hồi nãy Hiền dắt dắt bỏ vô á, Hiền múc bỏ vô nè. Thơm không? Chả cá nhà mình còn á, này là nói mang tiếng là nấu giả chiến, ở nhà nấu giả chiến nhưng mà cũng chất lượng lắm luôn á. Nào là móng giò rồi riêu cua là phải, tất nhiên phải có rồi, huyết tàu hũ cà. Đây để Hiền quay cho cả nhà xem nha. À, cả nhà mình nhìn thấy ngon ghê không, có ai đói bụng không? Chứ Hiền quay là Hiền cũng đói bụng lắm rồi đó. Rồi chiều nay là Hiền mời cả nhà mình ăn bún riêu cua nha, bún riêu giò heo. Hiền mời cả nhà ăn bún riêu nha. Cho miếng mắm vô trước đi, bún riêu mình phải cho mắm vô. Như cái mùi mắm là thấy thèm rồi. Mùi thơm đặc trưng của bún riêu, mắm tôm. Con đi mắm rồi. Rồi Hiền mời cả nhà nha. Vừa mở ra rồi. Rau nó hơi bị thiếu thốn, không có đủ rau. Hôm nay Hiền chỉ ăn với tía tô với kinh giới giá là thôi à. Để có rau đầy đủ ăn ngon ha. Tại vì nó cũng mới chớm vô mùa đó cả nhà, cho nên trồng rau người ta cũng mới đây thôi à, chưa 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 có được rộ mấy. Cho nên rau nó cũng hơi khan hiếm. Ngon quá. Cho miếng ớt cay cay vô. Mắm tôm có pha miếng chanh chua chua. Bỏ miếng mắm vô mà. Con tâm sữa cho nhiều lắm. Cuối tuần ở nhà Hiền hay bày món này món kia nấu ở nhà ăn lắm. Lâu lâu thì cũng ra tiệm, nhưng mà chỉ có mấy món mà món của người Hoa mình không biết nấu thì mình ra ngoài mình mua, còn mấy món của Việt Nam mình thì đa số ở nhà Hiền nấu, nhà mình nấu ăn theo vừa 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 miệng mình vừa khẩu vị á.
Dạ heo. Miếng đậu hũ. Bên đây có khu đồng mà đông đông đá đó cả nhà, nằm ở trong bịch đó. Mình mua cũng hên xui á, nhiều khi mua trúng mấy cái bịch mà nó không được ngon á. Về nấu nghe mùi nặng lắm. Nó không có thơm, nó không có thơm mùi cua đồng như ở bên Việt Nam mình. Nó hăng lắm, nó nặng mùi á. Không biết con gì mà ta xây chung vô hết, mình cũng không biết là phải cua đồng không nữa. Làm cục giả, giả heo cua. Mày chút ớt luôn. Ớt này mới cay à? Ừ. Cái này mà mình nấu bằng cọng bún lớn á, ăn canh bún ha. Đúng rồi. Ăn bánh uống nước rồi, đúng rồi, dữ lắm rồi. Ơi, no quá cả nhà ơi. Ăn tô. Định ăn tô nữa nhưng mà chắc cũng hơi no. Để coi tối tối một chút có đói rồi coi làm tô nữa đi. Thôi Hiền cũng xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Hiền nha. Nếu cả nhà thấy thích thì nhớ cho Hiền một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Hiền nha cả nhà. Rồi Hiền hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. Hiền chào cả nhà. Bye bye cả nhà.